Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay như tôi đề, Tiến Dũng test và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một combo nghe nhạc chuyên nghiệp hàng bãi xịn đến từ những thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới. Cặp loa JBL model 4312E, dòng loa kiểm âm cao cấp đến từ thương hiệu JBL Mỹ với một bát 30cm và loa 3 đường tiếng. Cặp loa có mức giá chỉ dưới 30 triệu. Kết hợp với một chiếc bao đờ nông model POA1500 hàng bãi Nhật và một chiếc rề Luskit model A502 hàng bãi Nhật. Tiến Dũng sẽ sử dụng nguồn phát là một chiếc đầu giải mã DAC Fio K9. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về những sản phẩm này. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Combo âm thanh này sẽ thích hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m2, sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc. Tiến Dũng đang lấy trực tiếp nhạc từ một chiếc TV Internet thông qua khả năng giải mã của chiếc video tài chính. Thả là sóng rêu lênh đênh trên biển, thả là chim bay cho vơi tháng ngày, thả là mây trôi mênh mông giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Một ngày bên anh cho anh hơi thở, từ giờ yêu anh cho tim tan vỡ, để rồi đêm nay trong căn gác lạnh lùng ôm thương nhớ một mình lẻ loi. Một bộ được phối ghép rất ăn ý bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiến Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ rebel được đến từ hai thương hiệu khác nhau. Đó là chiếc bao đờ nông model POA1500. Chiếc này hàng bãi được đấu mạng trực tiếp từ siêu thị Nhật về. Đây là một sản phẩm rất cao cấp đến từ thương hiệu đờ nông, sản xuất vào khoảng những năm 1983 với mặt phay nhôm màu đen và hai đồng hồ VU rất lớn ở đây. Hai đồng hồ nháy theo điệu nhạc hồi gỗ bóng sơn mài. Đây là một chiếc bao rất đáng đầu tư của thương hiệu đàn ông. Phía trên này là chiếc rề Luskit model A502 hàng bãi nội địa Nhật. Chiếc này là một chiếc rề dòng cao cấp đến từ thương hiệu Luskit. Luskit là một tên gọi khác của thương hiệu Luxman. Đây là giao thức phía mặt sau của hai thiết bị này. Với chiếc bao POA1500, chiếc này cho công suất ngõ ra là 150W một kênh ở trở kháng 8 ohm và 250W một kênh ở trở kháng 4 ohm, hai volume phía mặt sau. Chiếc này công suất nguồn là 370W. Đây là một chiếc có công suất lớn hơn hầu đa những dòng âm ly có cấu hình lớn trên thị trường. Chúng ta sẽ cùng xem qua phần nội thất của hai thiết bị điện tử cao cấp này. Trước mắt quý vị và các bạn là hai thiết bị audio rất gấu và cao cấp đến từ Nhật Bản. Hai chiếc này đều được các hãng sản xuất tại Nhật vào những năm khoảng 1983. Phía bên tay phải là chiếc bao đờ nông model POA1500. Chiếc này với dày đặc linh kiện và tất cả đều là những linh kiện cao cấp, hai men monoblock độc lập. Trên đây có mang theo 8 sò than, sò san ken, biến áp nguồn hình xuyến rất lớn ở đây, hai tụ lọc nguồn rất lớn, sassy còn sáng choang. Phía mặt trước này là phần tiền khuếch đại. Phía mặt sau này là hai volume hộp.
Quý vị và các bạn, đặc biệt là những anh em thợ điện tử sẽ đều biết là những volume hộp chỉ tồn tại trên những thiết bị rất cao cấp, đắt tiền. Phía bên đây là phần nội thất của chiếc Breluz Kit Model A502. Chiếc này được hãng thiết kế với dày đặc linh kiện cao cấp ở đây. Đây là hai thiết bị chúng ta có thể phối ghép với hầu đa các dòng máy trên thị trường. Với chiếc rề này, anh em có thể phối ghép với các dòng bao khác, và ngược lại với chiếc bao này, anh em có thể ghép với chiếc rề khác. Và với bộ này, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một chiếc vang vào để hát karaoke giải trí gia đình. Với combo âm thanh này, quý vị và các bạn có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường từ bass 40cm đổ lại, như là các dòng loa Sequoia, các dòng loa JBL, các dòng loa Baunier, loa bầu, loa bền đúc, loa tannoy, vân vân. Nhìn chung đây là một combo rất đáng đầu tư. Với mức giá chiếc bao là 15 triệu và chiếc rề dòng kiểm âm này là 8 triệu. Ở đây hãng đế DC Stereo Control Center. Hai sản phẩm này thì dùng bao zin và bao đúng hàng bản Nhật xịn chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Phía bên đây là một chiếc đầu giải mã DAC. Đây là một sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu FIO, hàng chính hãng. Chiếc này sử dụng đến hai chip giải mã DAC Bluetooth 5.1 kết nối với TV thông qua cổng quang, kết nối với điện thoại thông qua cổng Bluetooth, kết nối với máy tính thông qua cáp USB. Máy này xuất ra ở hai cổng âm thanh, cổng RCA và cổng ba lăng. Chúng ta có thể kết nối cùng một lúc đến hai dàn âm thanh. Ví dụ như anh em có một dàn nghe nhạc và một dàn hát karaoke, có thể kết nối cùng lúc. Phía trên đây là một chiếc rề nữa đến từ thương hiệu Luskit hàng Nhật. Đây là chiếc rề đèn thương hiệu Luskit Model A502. Chiếc này thì Dũng đã có video test rất chi tiết, xoay ngang là khoảng ngoài 30cm. Đây là một sản phẩm rề đèn rất cao cấp đến từ thương hiệu Luskit. Chiếc này hàng Nhật, điện 100V. Chiếc rề đèn này rất đặc biệt, có đầy đủ các tính năng chỉnh bass, treble, tông, vân vân. Mức giá 15 triệu. Đây là một sản phẩm sẽ thích hợp cho hầu đa các dòng bao trên thị trường, ngay cả những dàn âm thanh bằng âm ly hoặc bằng cục đẩy công suất. Khi chúng ta sử dụng một chiếc rề, quý vị có thể hình dung chiếc rề này nó hoạt động giống như là một chiếc equalizer, hay còn gọi là chiếc lọc xì, tiếng rất tuyệt vời. Phía trên này là những cặp loa bầu cũng vừa cập nhật ngày hôm nay. Mẫu loa bầu 4.2 series 2 phiên bản màu đen, với một bát 20cm và hai loa chấp giấy loại 8cm. Đây là một dòng sản phẩm loa nằm cao cấp đến từ thương hiệu bầu, mức giá 14 triệu. Phía trên này là một cặp loa nữa có cấu hình tương tự. Đây chính là mẫu loa bầu 301 series 3, một bát 20 và hai loa chấp giấy loại 8cm, mức giá 15 triệu. Có rất nhiều các anh em thường hỏi là giữa bầu 301 series 3 và 4.2 series 2 thì âm thanh có khác biệt đáng kể hay không. Thông qua đây thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, với hai sản phẩm này có cấu hình và âm thanh hoàn toàn giống nhau. Quý vị và các bạn có thể thấy có cấu hình rất giống nhau. Bát 20 và hai loa chép giấy, chỉ khác là ở đây hãng thay đổi thiết kế là một cái ống nhựa dùng để đỡ cái loa chép. Còn bên đây thì sử dụng bắt loa chép trực tiếp bên ngoài. Chỉ khác biệt là như vậy thôi, âm thanh giống nhau, chất lượng giống nhau. Phía bên đây là cặp loa mà chúng ta vừa nghe. Đây là mẫu loa JBL Model 4312E Control Monitor. Mẫu loa rất nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL Mỹ. Loa này sử dụng một bát loại 30cm màng giấy gần sấp vải tầm dầu, một loa mid loại 12.5 và một loa chép dome. Đặc biệt với mẫu loa này sử dụng củ từ loa bass và củ từ loa chép là từ Neo 500 cao cấp. Hai nút tinh chỉnh phía mặt trước. Phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài bằng simili, có các đường sọc vân gỗ và logo của JBL ở đây. Cặp loa này là hàng của Mỹ và được sản xuất tại Mexico. Đây là thông số phía mặt sau. JBL 4312E trở kháng 6 ohm, công suất là 100W trên một thùng. Hàng Mỹ và sản xuất tại Mexico. Những thương hiệu như là Bow, như là JBL thì thường đặt nhà máy ở rất nhiều nơi, thường là của Mỹ, của Canada, của Mexico, của Ireland. Thì tất cả những nước vừa kể trên, miễn là hàng đúng chính hãng thì âm thanh và chất lượng hoàn toàn giống nhau. Cặp loa này với mức giá làng trên thị trường khoảng cỡ 30 cho đến 31 triệu. Tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn với tình trạng zin của bạn, hàng về trực tiếp từ Mỹ, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Bao zin từ A đến Z, mức giá chỉ 29 triệu.
Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn sẽ cam kết tất cả những sản phẩm là hàng chính hãng, có chế độ bảo hành đầy đủ. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc anh em có thể đặt cọc trước 20%, nhận hàng, kiểm tra hàng xong sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại và tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển ví dụ như của cặp loa này đi các tỉnh khoảng cỡ 500.000. Tiến Dũng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề trên đường đi như là bể, vỡ, móp, méo, mất hàng. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng đúng như những gì Tiến Dũng mô tả ở đây. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/34 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần cầu Tham Lương. Chúng tôi mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn.